Hello, xin chào các bạn và chúng ta đã gặp lại. Mình là Thương, còn đây là Tý. Đây là những cái món đồ mà... Úi chà, mình quên cất điện thoại luôn á. Thôi, không sao. Đây là những món đồ của tầng 12 mà Thương vừa mới mua. Thì vừa rồi cái gặp một số cái trục trặc ở bên hải quan, cũng như là khu vận chuyển về Việt Nam cũng tương đối là khó khăn, nên là có hơi chậm trễ một xíu. Thì trước lúc mà mình sẽ unbox những cái món đồ này thì cái số mà số trước anh em mình quay á, thì mọi người cũng comment, cũng nhắc Tý rất là nhiều. Nhưng mà cái điều mà mọi người nói tới nhiều nhất á, là hỏi là tại sao anh Tý có cái tên là Tý Cua Lòi kỳ vậy. Thì Tý có thể chia sẻ với mọi người không? Hi, xin chào các bạn, lại là mình đây, Tý Cua Lòi. Nhưng mà hôm nay mình bận áo web, cho nên là mình đã đổi rap name rồi. Em yêu web. Đổi hoài cha. Trời, stream theo như được biết á, thì tuần vừa rồi á, nó có nhiều trục trặc, nó bị mua lại rồi. Cho nên giờ Tý quyết định đi đổi qua cho web. Còn về cái nickname Tý Cua Lòi thì... Thì sao? Chắc khó nói lắm. Tại vì nó gọi là gì? Nó hơi kỳ khi mà nhắc với chứ mọi người hay sao? Đúng rồi, nó hơi kỳ. Rồi, coi như đó là một chút bí mật của Tý. Ai muốn biết thì liên hệ nha. Anh bắt cho số điện thoại. Bạn bạn anh Tý hả? Ừ, ok. Rồi, bây giờ không vòng vo nữa. Cái món này thì nó không thuộc tầng 12. Đây là một cái món ra cũng trước đó thôi, nhưng mà mình cảm giác nó rất là ok. Thì đây là một cái móc khóa. Wow. Giống đồng hồ quá lắc quá ta. Một móc khóa thôi, kiểu nó làm gì cho tiện á. Đây nó có cái đồ nữa nè. Ok. Rất là đẹp đó đấy. Ok. Tiện cho những người có chùm chìa khóa quá nhiều chìa giống như mình. Thường không có. Này ước gì được tặng. Ước mơ thật không có thật. Thôi bây giờ mình quay lại câu chuyện anh bóc tiếp nha các bạn. Xin xỏ thì quá. Bây giờ là mình sẽ unbox những cái món chính của tuần 12. Thì đầu tiên là một cái áo rất là đẹp. Wow. Là... Cùng màu. Sai lờ tí rồi. Ôi rồi sai. Quá đẹp. Ở Việt Nam thì thời tiết rất là nóng, nên là những cái hoodie hoặc là những cái sweater này hả? Ừ. Mình rất là hạn chế mua và cũng rất là hạn chế là mặc. Thời tiết rất là nóng. Cái này thì mình cảm giác quá đẹp. Thật sự luôn. Sắp Noel rồi. Bao ấm khi đi với gấu. Đúng rồi. Rồi, giờ mình mặc luôn ha. Rất là đẹp tí. Over quá trời ơi, thiệt tình luôn á. Thì lộn mùi thành không mà nó đẹp thiệt. Ở bên ngoài đẹp lắm bạn ơi. Chứ có thể lên hình mình thấy không rõ, nhưng bên ngoài đẹp. Good job. Cái nè, tí đã nói không là thấy. Chè áo bếp. Stream có khác, đây là một cái thành phố các bạn. Áo bếp đẹp hơn. Mình rất là thích những cái món đồ màu vàng. Mặc dù Stream OG nó vẫn là đỏ trắng, nhưng mà màu vàng thì bao giờ nó cũng đi ra những, cho ra những cái giá trị rất là khác các bạn. Nó cũng cái màu phong thủy của mình. Là cái áo của tầng 12. Đây. Độc. Đẹp. Và tương đối dễ mở. Tí mở đi. Dễ vỡ. Đúng rồi. Bóng đèn. No. Căng. Dễ nhẹ, dễ bỏ thiệt đó nha. Hơi chặt. Để đây. What the hell. Cái gì nè các bạn. Đẹp chưa? Wow. Oh my god. Amazing, good job em. Quá kinh. Đồ mới đó tí. Dễ vỡ quá cho nên mình phải unbox theo kiểu an toàn là chính. Đúng rồi. Không có tiền đền bạn ơi. Wow. Tí lo quá. Sụp. Nát thấy sao? Đó. Không dám được sụp. Stream. Ok. Này là một cái bể cá của Supreme. Khi mà sưu tầm những cái món phụ kiện của Supreme á, thì mình không phải là món nào mình cũng mua, bởi vì mình không có đủ giàu mức như Tý để mà có mua hết tất cả những gì mà mình muốn. Nhưng mà những gì mình muốn thì tất cả mình sẽ có. Okay. Chân lý của mình thì khi mình mua mình ưu tiên những cái món nào mà nó độc độc là lạ thì mình rất là thích. Cái là mình sưu tầm thì mình
thiên hướng là mình sưu tầm những phụ kiện và những cái món kiểu độc độc lạ lạ kiểu như vậy, thì đây là một cái bể gì, bình cá hay là lọ cá, chậu keo, chậu cá. Thao thấy chậu cá là một cái chậu cá, thì chút nữa mình sẽ có chi tiết sau cho các bạn coi. Thì đây là một cái bằng thủy tinh nha các bạn. Khi mà ship về thì ngay các bạn ship hàng cũng nói với mình là ship về mà em cũng lo bể lắm anh Thương, mà rất là may là rõ ràng là những cái phụ kiện bảo vệ nó bên ngoài rất là chắc, nên các bạn nào mà muốn mua nó thì mình cũng cảm giác là không có gì đâu, rất là dày, rất là chắc các bạn. Như anh Tý đã anh bóc cho các bạn coi á. Tiếp theo kìa. Đúng, rất ok, nó có chống sóc, chống bể rồi các kiểu. Rất là chắc. Thì đây là một cái loại cá. Món vô cùng độc đáo mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn ngay đây luôn. Đây cái này thì mình sẽ để mình nói thì nó sẽ chi tiết và nó sẽ rõ ràng hơn một chút xíu cho các bạn. Đây là về nguyên bản, các bạn khi mà các bạn mua đồ Supreme á, ở store về á, khi mà về tay Việt Nam mình đa phần họ sẽ chỉ đưa các bạn các phụ kiện thôi, chứ ít khi nào mà họ sẽ đưa các bạn những cái nguyên một set như vậy đó. Những cái bao này ở Việt Nam cũng không có nhiều đâu các bạn. Đây, khi mà các bạn mua một cái ván trượt, đây mình nói luôn, đây là một cái ván trượt của Supreme nha. Tí thấy cái bao này ít khi nào tí thấy đúng không? Đúng rồi. Về là nó cái mất size rồi. Nó khác. Đúng rồi. Về là nó người ta lấy mất của Tí rồi, người ta không đưa cho Tí đâu. Đây. Rất là đẹp. Rồi. Cái bao không là nhìn thấy giá trị rồi Tí. Wow. Ủa. Sao ngộ vậy? Nó không có bánh xe. Mình chỉ nói là ván trượt thôi, còn khi mà các bạn có muốn chơi thì các bạn phải mua cái bộ phụ kiện bánh xe riêng nha. Đây, ngay cả khi mà các bạn còn nó mà còn siêu hả, này gọi là siêu không? Đúng rồi, siêu. Thì nó sẽ có một cái sticker Supreme trong đây nè. Đây là cái sticker nguyên thủy của Supreme nè các bạn. Đó. Wow. Thì đây là một cái bán trượt của tầng 12. Bộ này nó chỉ có một cái duy nhất thôi. Mình thì không có chơi bán trượt nhưng mà mình thấy nó đẹp quá mình mua về để có thể là mình trưng trong phòng, chứ mình thật sự là mình cũng không biết chơi các bạn. Ở Việt Nam thì môn bán trượt này nó không phổ biến lắm. Quá đẹp mấy bạn ơi. Nhìn rất là binh tẹt luôn á Tí. Theo như mình biết nha, cái tem này bán được 400 ngàn. Không, 100. 100 rồi hả? Cái tem kia bữa trước Thương nói Tí mới là 400. Cái okay. Thương mà cái tem mà Thương tặng bo cho bo. Ok. Supreme cái gì cũng có tiền hết. Tí mở ra luôn đi. Mở ra luôn. Cầm cao lên cho mọi người thấy chứ. Đó. Mình xé, mình có thói quen là mình xé từ dưới lên, nó mới ngầu. Cho nên các từ bạn dưới lên là sao Tí? Đã hiểu một phần tại sao cái tên của mình là Tí Cua Lòi. Ok. Ok. Kêu anh em kêu chia sẻ thì không chịu chia sẻ, mà kêu ta tự hiểu không ta hiểu. Thì ai hiểu gì thì hiểu. Mời cứng. Yes. Wow. Thơm lắm bạn ơi. Rất trơn mình... Rất trơn và trượt. Quá nhiều. Đây. Đó, mình cái bán trượt rất là đẹp, mình nói mình trưng trong phòng rồi Tí. Quèo. Ai biết đâu. Trưng đâu đó. Có thể là một chỗ. Giờ mình sẽ vô chi tiết từng món nha. Các bạn chi tiết những cái món đồ của tầng 12 rồi. Tí có ý kiến gì không? Chú bán này hợp nè. Mốt tí đi quay Thương cho tí mượn nha. Mà Thương làm cả món không?
ok, nhưng mà tí nghĩ Phương nên mua thêm, unbox thêm mấy cái bánh nữa. Nó thiếu bánh hả? Trời đủ. Cho bự đi quay MV rồi bắt tao gắn thêm bánh cho mày nữa hả? Ờ, mình mượn mà. Có mượn là có quyền. Bớt đi. Vừa vừa thôi. Bò điếm giải trí rồi mệt rồi. Thêm tí điếm này nè, điếm thành thị nữa. Ai chơi tí, điếm Big City Boy hả? Cái bình này tí sẽ mua Nemo, bỏ vô. Có Nemo cho tí luôn, nghe không? Lát phải có Nemo nha. Thì kênh mình vừa rồi á, coi cái đoạn tương tác chứ, cũng như là cái người subscribe thêm á tí, mình thấy là nguy cơ kênh mình đang có chiều hướng phát triển mạnh đó. Thì mấy bạn cũng nói là tí rất là vui, tí rất là ấy á, thì cũng hy vọng là tí luôn luôn giữ được cái nét hồn nhiên vui tươi như vậy nha. Tí có nụ cười tỏa nắng, cười cái nhẹ nè, cười cái thì vừa rồi là tí cũng có đi đăng ký cái độc quyền cái nụ cười đó, cũng hy vọng là sẽ giữ được mãi tí ha. Wood có làm hơi đau một xíu nhưng mà định xong chót dẫn anh em đi ăn, mà tí vậy chắc anh khỏi dẫn lát rồi. Anh em mình đi ăn thôi. Thôi mình chào kết đi. Chào kết đi, mình chào kết đi, dù đi ăn bỏ qua đi. Chào kết luôn nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại ở số sau. Các bạn hãy like, subscribe kênh của Thương và Tiến nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào, cắt máy ra rồi, cắt máy ra rồi. Ê, được, được, được. Đi thì cứ đi, nhưng mà đồ thì ở lại. Được rồi. Anh em tính toán làm cái gì? Kỳ quá, kìa. Quên điếm. Cái này có cái gì đâu. Nè, vậy thôi nè. Ê, các mẹ quên chưa cắt máy. Điếm củ chi. Điếm củ chi. Trời ơi. Rồi. Lại bôi thằng anh.